Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón cho bé như thế này. Ở bên trên đỉnh nón mình có làm cuốn và có một chiếc lá. Ở thân nón thì có làm họa tiết G phía vành nón và có móc họa tiết tóc xoăn ở xung quanh vành nón. Đây, mẫu nón cho bé như thế này. Thì dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, kim móc mình sử dụng kim móc 3.0mm. Hoặc là nếu không có mẫu kim này thì cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có cái đầu kim to hơn sợi len 1/2 nha. Đây. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len và kim khâu len. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần cuốn lá trước. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc cho mình vào vòng tròn ta vừa tạo 8 mũi móc đơn liên tiếp. Móc đơn thứ nhất, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu, móc đơn thứ bảy và móc đơn thứ tám. Sau khi đã được 8 mũi móc đơn liên tiếp, ta nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại và móc cho mình vào cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên mà ta gây nên á. Móc vào cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên này một mũi dời. Như vậy là ta vừa móc được vòng tròn đầu tiên với 8 mũi móc đơn. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Ở vòng móc thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc ta vừa móc mũi dời. Móc vào chân móc này một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục chân móc kế bên là chân thứ hai của cái vòng tròn phía dưới một mũi móc đơn. Tương tự cho chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tức là các bạn sẽ móc cho mình vào 8 chân móc của 8 mũi móc đơn đầu tiên nha. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc đến cuối vòng, vòng móc thứ hai của mình được 8 mũi móc. Tiếp tục móc vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Lúc này cái vòng móc thứ hai nó sẽ giúp cho cái vòng này nó có cái độ cấp lại nè. Ở vòng móc thứ ba thì các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như vòng móc thứ hai. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tức là vòng móc thứ ba ta cũng có 8 chân móc nha. 8 mũi móc cho 8 chân móc của vòng tròn thứ hai. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc, móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc được 8 mũi móc đơn cho cái vòng tròn thứ ba thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc mũi đơn đầu tiên của cái vòng tròn thứ ba này. Móc vào đây một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích. Như vậy là ở phần cuốn mình đã móc lên được 3 hàng móc và nó đã có cái độ cúp lại như thế này nha. Các bạn tiếp tục móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc. Mỗi vòng móc ta sẽ có 8 mũi móc đơn cho mỗi vòng móc nha. Móc cho đến khi cái chiều cao của cuốn lá này đạt được cái chiều cao mà các bạn mong muốn thì ta sẽ ngưng. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và tất cả các cái vòng móc đều là 8 mũi móc đơn nha. Móc tương tự cho vòng móc thứ tư và các vòng móc còn lại. Sau khi đã lên thêm được nhiều hàng móc đều nhau thì lúc này cái phần cuốn lá của mình nó đã có cái độ dài. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Đây thì mình vừa hoàn tất được phần cuốn lá. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần thân màu đỏ. Thì ở cái phần thân này các bạn sẽ móc trực tiếp cho mình vào cái phần cuốn lá nha. Thì ở cái phần cuốn lá nè, cái chân móc cuối cùng mà ta kết thúc của cái vòng móc cuối cùng này thì ở đây nó sẽ có hai cái chân móc. Một đó là cái chân móc mà ta móc mũi dời, hai là cái chân móc của mũi dời. Tức là cái chân móc của mũi dời nó sẽ nằm ở bên phải của sợi len thừa nè. Chân móc cuối cùng của vòng cuối cùng, đây là chân mũi dời và chân kế bên là chân ta móc mũi dời, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc của mũi dời nha. Sau đó kéo sợi len màu đỏ qua chân móc.
Từ đây móc lên hai mũi móc xích. 1, 2. Sau đó di chuyển kim vào cái chân móc mà ta móc mũi dời á, là cái chân móc đầu tiên của cái vòng móc phía dưới này nè. Móc cho mình vào đây 3 mũi kép đơn cùng chân móc. Khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba cho cái chân móc đầu tiên này. Tương tự chân kế bên là cái chân móc thứ hai của cái vòng móc ở phía trên thì cũng móc cho mình vào đó 3 mũi kép đơn cùng chân móc. Ở cái sợi len thừa này cũng giấu vào trong mũi móc nè. Móc vào đây 3 mũi kép đơn liên tiếp cùng một chân móc. 1 2 và 3. Lúc này cái sợi len thừa của mình đã được giấu vào trong mũi móc rồi nè. Khi ta cắt len không phải giấu len nhiều nha. Tiếp tục ở cái chân móc thứ ba của cái vòng móc ở phía trên á, của cái vòng móc của cuốn lá, thì chân móc thứ ba này cũng tương tự, móc vào cho mình 3 mũi kép đơn cùng chân. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Như vậy là mình vừa tạo ra được 9 mũi kép đơn cho 3 chân móc ở phía trên nè. Thì chân móc thứ tư của cái phần cuốn lá cũng móc cho mình tương tự và các cái chân móc còn lại cũng vậy. Mỗi chân móc ta sẽ móc 3 mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến chân móc cuối cùng. Chân thứ năm cũng tương tự, móc vào 3 mũi kép đơn. Tiếp tục móc vào chân thứ sáu 3 mũi kép đơn. Và ở những cái chân móc cuối cùng ta có cái sợi len thừa màu nâu, khi móc cũng giấu cho mình vào trong mũi móc nha. Móc cho đến hết hàng. Mỗi chân móc ta sẽ có 3 mũi kép đơn cho mỗi chân móc. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cái vòng móc màu đỏ này nè. Đây, đây là chân móc của mũi kép đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Như vậy lúc này cái vòng móc màu đỏ của mình được 24 mũi móc. Ta có 24 mũi móc và 24 chân móc nè cho cái vòng tròn màu đỏ đầu tiên này. Thì ở cái vòng tròn màu đỏ thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc ta vừa móc mũi dời, là cái chân móc đầu tiên á, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân bên cạnh sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Tiếp tục chân kế bên móc một mũi kép đơn. Thì chân kế tiếp sẽ móc hai mũi kép đơn vào cái chân móc này. 1 và 2. Như vậy là ta vừa có được các cái cụm chân móc, một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân, một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân nè. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình cái cụm này, móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Tức là ta sẽ móc xen kẽ một mũi kép đơn vào một chân móc và tiếp tục là hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Tiếp tục một mũi kép đơn vào chân kế bên. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi móc được xen kẽ các cái cụm chân móc cho đến cuối vòng, một mũi kép đơn vào một chân móc và hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc, móc xen kẽ đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là ở cái vòng tròn thứ hai màu đỏ này ta sẽ tăng lên được 12 mũi móc. Tức là ở vòng tròn thứ hai này ta sẽ có 12 chân móc có hai mũi kép đơn cùng chân. Đây. Hai mũi kép đơn cùng chân. Tiếp tục cho vòng móc màu đỏ thứ ba. Móc vào chân móc đầu tiên là chân móc ta vừa móc mũi dời, móc vào một mũi kép đơn. Chân móc thứ hai cũng móc một mũi kép đơn.
thì lúc này cái chân móc thứ ba sẽ là chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới. Đây, hai chân móc cùng chân phía dưới. Chân móc thứ nhất, chân thứ hai, đâm kim vào chân thứ hai và móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân. Như vậy là ta vừa được một cụm chân móc, hai mũi kép đơn ở mỗi chân móc, xen kẽ là hai mũi kép đơn cùng một chân móc nè. Thì tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình vào hai chân kế bên. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì chân kế tiếp sẽ là chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới. Đây, chân thứ hai này móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân. 1 và 2. Ta cũng được thêm một cụm chân móc xen kẽ, hai mũi kép đơn mỗi chân xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình cái cụm này, móc tương tự cho đến cuối vòng. Và ta cũng xen kẽ nha, hai mũi kép đơn mỗi chân xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân. Cũng thêm mũi vào chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới á. Hai chân kế tiếp móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì khi gặp cái chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới, ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân. 1 2 và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì chân móc cuối cùng cũng là chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới và cũng móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng chân nha. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là cái vòng nón của mình nó đã có cái độ rộng ra nè. Thì ở vòng móc thứ tư của cái hàng móc màu đỏ, làm tương tự dấu hàng móc thứ hai. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân thứ hai cũng móc một mũi kép đơn. Chân thứ ba cũng móc một mũi kép đơn. Thì khi đến cái chân móc kế tiếp sẽ là chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới nè. Chân thứ hai này ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân. 1 2 Ở hàng móc thứ tư này ta tăng lên được một mũi nè. 3 mũi kép đơn cùng chân xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân. Ở hàng thứ ba thì có hai mũi xen kẽ. Hàng thứ hai có một mũi xen kẽ. Thì vòng móc này sẽ làm tương tự cho đến cuối vòng. 3 mũi kép đơn mỗi chân xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân nha. Chân thứ nhất nè. Chân thứ hai. Chân thứ ba. Thì chân móc thứ tư sẽ là chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân. 1 và 2. Làm tương tự cho đến cuối vòng và móc thêm cho mình nhiều vòng móc nữa. Và các cái vòng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự. Mỗi chân móc ta sẽ có một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và khi gặp cái chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới thì ta sẽ thêm một mũi vào đây. Tức là cái chân thứ hai này ta sẽ có hai mũi kép đơn cùng chân nha. Các bạn sẽ thêm cho mình nhiều vòng móc cho đến khi cái vòng tròn này nè nó vừa với cái vòng đầu của bé thì ta sẽ ngưng. Và cũng tương tự cho các vòng móc ở phía trên nha. Mỗi vòng ta sẽ tăng 12 mũi móc. Sau khi đã thêm được nhiều vòng móc thì lúc này cái vòng tròn của mình nó đã vừa với cái vòng đầu của bé rồi. Đối với những size nhỏ thì cái vòng thêm mũi cuối cùng này các bạn có thể giảm cho mình một mũi. Tức là thông thường thì các cái vòng móc phía trên ta tăng 12 mũi vào các cái chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới nè. Thì cái vòng móc thêm mũi cuối cùng các bạn có thể giảm đi số mũi móc là 12, tức là ta có thể thêm 11 mũi móc thôi nha. Ở đây mình sẽ giảm mũi móc cuối cùng. Đây, các cái vòng móc phía trên ta đều tăng một mũi móc cho chân móc thứ hai của hai chân cùng chân, thì ở đây mình sẽ bỏ cái chân móc cuối cùng nè. Bỏ cái chân móc này đi, tức ta chỉ móc vào đây một mũi kép đơn thôi nha. Như vậy là cái vòng móc này mình chỉ tăng 11 mũi móc nè. Đây, tăng 11 mũi móc. Tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Đối với những size lớn hơn nữa thì các bạn có thể thêm cho mình cái vòng móc kế tiếp. Cái vòng móc kế tiếp này có thể thêm cho mình một mũi hoặc là nhiều hơn số mũi móc này. Thì khi tăng mũi các bạn sẽ tăng cho mình chia đều cái vòng tròn ra nha. Khi mà tăng một mũi thì các bạn có thể tăng bất kỳ. Tăng hai mũi thì tăng chia đều hai bên. Tăng ba mũi thì tăng tam giác. Bốn mũi thì tăng hình tứ giác cho một góc vuông nè. Tăng như vậy thì cái vòng tròn của mình nó sẽ không có bị móp nha.
Thì cái vòng tròn của mình đã vừa với vòng đầu của bé 3 đến 6 tháng. Thì bây giờ hàng móc tiếp theo mình sẽ không tăng mũi. Các bạn sẽ móc cho mình vào mỗi chân móc, móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân đầu tiên một mũi kép đơn. Các chân móc kế tiếp mỗi chân cũng là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn nè. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì khi gặp cái chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới, các bạn cũng móc cho mình vào đây một mũi kép đơn, tức là ta sẽ không thêm mũi nha, móc vào đây một mũi kép đơn. Sau đó di chuyển kim đến các chân kế tiếp và móc mỗi chân là một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng, tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Lúc này cái vòng tròn nón của mình nó đã có cái độ sâu hóp lại. Đây, và cái chính giữa nó sẽ như thế này. Thì ở các vòng móc tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như vòng móc mà ta vừa móc. Tức là mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ta sẽ thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi chiều cao từ cái hàng màu đỏ này xuống hàng móc cuối cùng nó gần bằng đến cái phần tai của bé thì các bạn ngưng nha. Cũng thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như cái hàng móc mà ta vừa móc này nè, thêm cho đến khi ta đạt được cái chiều cao gần đến cái phần tai của bé. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, làm tương tự cho vòng móc này và các vòng móc tiếp theo. Sau khi đã thêm được nhiều hàng móc thì móc vào chân móc đầu tiên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Lúc này chiều cao của cái phần thân màu đỏ từ trên xuống dưới đã gần bằng đến phần tai của bé. Ở đây mình móc 13 hàng móc nè. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần G ở bên này. Thì để cho các mũi móc của cái phần G này, cái mặt phải của hàng móc nó nằm ở bên ngoài. Thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành móc ngược lại nha. Tức là ta sẽ quay ngược đầu móc lại. Và các bạn sẽ móc cho mình cái phần G này. Bắt đầu từ cái điểm này nè. Ta quay ngược đầu móc lại nha. Lúc này ở mỗi chân móc của cái vòng móc này nè. Cái vòng móc này ở mỗi chân móc nó sẽ có hai cái đường móc như thế này. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc ở phía ngoài. Đây, hai chân và đâm kim vào chân phía ngoài như thế này. Thì tất cả các chân móc các bạn đều làm tương tự nha. Chân đầu tiên cũng tương tự nè. Hai chân móc thì sẽ móc vào cái chân móc ở phía ngoài, móc vào một mũi kép đơn. Tương tự cho chân kế tiếp cũng móc vào đây một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn và cũng móc vào chân móc ở phía ngoài nha. Lúc này cái hàng móc của mình, cái mặt phải của hàng móc nó sẽ nằm ở phía ngoài như thế này nè. Đây, các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và mình sẽ có chừa ra một hàng móc như thế này để tạo cái phần tóc nha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng móc vào chân móc ở phía ngoài. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là ta vừa hoàn tất được hàng móc đầu tiên của phần G ở phần vành nón nè. Đây, và cái hàng móc nó đều nằm ở mặt phải nha. Thì các hàng móc tiếp theo các bạn sẽ móc thêm cho mình từ 2 đến 3 hàng móc nữa cho cái phần G của mình nó có cái độ dày nè, tạo cho cái phần vành nón nó được đẹp hơn. Thì ở đây mình sẽ móc lên thêm 2 hàng móc nữa nha, cũng tương tự giống như hàng móc mà ta vừa móc. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều hàng móc nữa. Ở đây mình đã lên thêm được 2 hàng móc nè,
thì lúc này cái phần gờ của mình nó đã có độ rộng 3 hàng móc. Bây giờ mình sẽ tạo tóc xoăn cho cái phần vành nón này. Ở đây mình sử dụng màu nâu của tóc nha. Tạo cho mình một nút. Thì mình cũng sử dụng kim 3.0mm để móc phần tóc. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Để tạo được cái phần tóc này, các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào các cái đường móc mà ta chừa ra ở cái phần vành này nè. Ở đây ta có chừa ra một hàng móc như thế này. Thì cái phần tóc này các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình từ trong ra ngoài nha. Thông thường thì ta sẽ đâm kim từ ngoài vào trong cho các cái mũi móc nè. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đâm kim từ trong ra ngoài vào các cái đường móc mà ta chừa ra. Chọn một điểm bất kỳ, sau đó kéo cái nút ta vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Sau đó tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân kế bên. Và cái chân kế bên cũng đâm kim vào cái chân ta chừa ra nhé. Đâm kim vào chân kế bên nè. Sau đó các bạn sẽ đưa đầu kim lên sợi len, luồn xuống phía dưới và đưa sợi len ở phía dưới nè, móc lên phía trên và qua chân móc. Ta sẽ chừa ra một đoạn len như thế này nha. Sau đó các bạn sẽ tiến hành kéo cho mình sợi len qua hai chân móc trên kim. Như vậy là ta tạo ra được một sợi tóc xoăn như thế này. Tương tự cho sợi tóc xoăn thứ hai, cũng đâm kim vào chân móc kế tiếp nè. Đâm kim vào chân kế tiếp, đưa cái đầu kim lên phía trên sợi len, luồn xuống phía dưới và móc cái sợi len phía dưới lên, móc qua chân móc. Chừa ra một đoạn len dài, sau đó móc qua hai chân móc trên kim. Ta sẽ kéo sợi len qua hai chân móc trên kim. Thì ta được cái sợi tóc thứ hai. Sợi tóc thứ ba cũng tương tự, đâm kim vào chân kế bên, đưa kim lên phía trên, luồn xuống phía dưới và móc sợi len phía dưới qua chân móc. Canh chỉnh cho mình sợi len, sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim. Ta cũng được sợi tóc thứ ba. Đây, và các cái sợi tóc của mình nó sẽ có cái độ dài bằng nhau nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng nha. Cũng đâm kim vào chân kế bên, đâm từ trong ra ngoài, đưa đầu kim lên phía trên và móc sợi len phía dưới qua chân móc. Canh chỉnh sợi len cho bằng với các sợi len ban đầu, sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Khi đã tạo được các cái lọn tóc xoăn đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ cắt cho mình đoạn len bằng với các sợi tóc mà ta vừa móc nha. Khi hoàn tất được cái phần tóc này thì lúc này cái sợi tóc của mình nó có cái độ chích lên phía trên nè. Các bạn sẽ tiến hành dùng tay để kéo cho mình các cái sợi len này xuống phía dưới. Đây, ta sẽ dùng tay canh chỉnh cho cái sợi len này nó xuống phía dưới nè. Như vậy là cái phần tóc xoăn ở phía vành nón mình đã hoàn tất như thế này. Đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần lá ở bên trên. Để cho cái phần lá của mình nó được đứng và nó không có bị cúp xuống thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần lá này. Ta sẽ sử dụng sợi len màu xanh tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. 1 2. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 10 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ sáu. Kép đơn thứ bảy. Kép đơn thứ 8. Kép đơn thứ 9. Và kép đơn thứ 10. Khi đã móc được 10 mũi kép đơn liên tiếp, tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên một mũi dời. Lên hai mũi móc xích. Thì cái sợi len thừa đầu tiên của cái vòng tròn này các bạn sẽ gút thật mạnh vào để cho cái vòng tròn của mình nó nhỏ lại. Và cái phần đỉnh lá nó sẽ có cái độ cúp lại. Bây giờ mình sẽ tăng mũi cho các cái vòng móc tiếp theo.
Ở vòng móc thứ hai, móc vào chân đầu tiên là chân móc ta vừa móc mũi dời. Móc vào đây một mũi kép đơn. Đây, chân móc đầu tiên là chân móc ta vừa móc mũi dời nha. Móc vào một mũi kép đơn. Sau đó chân móc thứ hai, móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. 1 và 2. Như vậy là ta vừa được một cụm chân móc. Tiếp tục hai chân móc kế tiếp sẽ tạo cho mình một cụm tương tự. Chân đầu tiên một mũi kép đơn thì chân thứ hai sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Ta tạo ra được cụm chân móc thứ hai. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Chân đầu tiên một mũi kép đơn thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Tiếp tục một mũi kép đơn vào chân kế bên và hai mũi kép đơn vào chân kế tiếp. Một mũi kép đơn chân kế bên và hai mũi kép đơn vào chân cuối cùng. Sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên của cái vòng móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là vòng móc thứ hai của phần lá ta tăng lên được 5 mũi móc. Ta sẽ có 5 cái cụm tương tự như nhau. Đây, tăng 2 mũi nè, 3 mũi, 4 mũi và mũi thứ 5. Ở vòng móc thứ ba ta sẽ tăng mũi tương tự như cái phần thân nón ở bên trên này. Tức là mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi ta gặp chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới thì ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Tiếp tục các chân kế tiếp, mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Gặp chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới thì ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Đối với những size lớn hơn thì các bạn có thể tăng cho mình thêm 2 đến 3 hàng móc nữa cho cái phần lá của mình nó có độ rộng ra nha. Và cái cách tăng mũi cũng tương tự, thêm vào cái chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới á. Đây, khi gặp chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới thì tương tự cho hàng móc này và hàng móc còn lại, móc vào đây hai mũi kép đơn. Ở size nón này mình có 3 hàng móc tăng mũi như thế này. Thì hàng móc thứ tư các bạn sẽ không tăng mũi nha. Móc vào các cái chân móc, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và khi gặp cái chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới thì cũng móc vào đây một mũi kép đơn. Tức là vòng móc này ta sẽ không tăng mũi nè. Tiếp tục cho các chân móc kế tiếp, mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Thì khi gặp đôi cái phần lá này nó sẽ có cái độ rộng nè. Cái độ rộng này nó sẽ vừa với cái phần thân nón. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Ở những size to hơn thì các bạn sẽ tăng mũi theo cái kích thước của phần nón nha. Móc đến cuối vòng thì móc vào chân đầu tiên này một mũi dời. Lên hai mũi móc xích. Các vòng móc tiếp theo ta sẽ làm tương tự giống như vòng móc thứ tư này. Thêm cho mình nhiều vòng móc nữa cho đến khi cái phần lá này nó đạt được cái chiều dài tương ứng với cái phần thân của nón thì các bạn ngưng nha. Và ta sẽ không thêm mũi cho các cái vòng móc này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã đạt được chiều dài của phần lá thì tiếp tục móc vào chân móc cuối cùng này là chân móc đầu tiên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài nha, để mình dùng cái đoạn len này khâu vào trong thân nón. Như vậy là phần lá của mình vừa hoàn tất.
Ta sẽ sử dụng kim khâu để khâu cái phần lá này vào trong thân nón. Ta sẽ gập đôi phần lá theo cái chiều này, thì chân móc cuối cùng nó sẽ nằm ở đây nha. Sau đó gập đôi cái phần thân lá lại. Đâm kim cho mình vào chân móc sát cái chân móc của cái mũi dời cuối cùng này nè, ở cái bên đối diện. Đây, ta sẽ luồn cái đầu kim này lại với nhau như thế này. Sau đó cũng tương tự khâu cho mình cái phần lá này vào chính giữa của cuốn lá và thân nón. Ta sẽ khâu vào các cái chân móc nằm chính giữa của cuốn lá và thân nón nè. Đây, vào các cái đường móc này, khâu lại. Sau khi khâu cái phần lá vào đường móc nằm chính giữa của cuốn lá và thân nón, thì cái phần lá của mình nó có cái độ cứng cáp hơn nè. Nó sẽ không có bị sập xuống nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón tóc như thế này. Chúc các bạn thành công!